Xin chào các bạn đã đến với channel Film & More của mình. Trong video lần này, mình sẽ phân tích bộ phim The A Show, bộ phim mà gần đây mình nhận được inbox của các bạn liên tục yêu cầu mình phân tích nó, khiến mình phải tạm gác lại một bộ phim khác mà mình đang làm dang dở. Phim này không phải là mình không phân tích mà mình đợi sẽ ra sao, nhưng thôi, lần này do nhiều bạn inbox quá nên mình sẽ thể theo yêu cầu của các bạn. Hãy cùng Film & More phân tích bộ phim The A Show nha. The A Show là một bộ phim Hàn Quốc phát sóng trên Netflix. Theo thống kê của Netflix thì có lúc nó đã đứng ở vị trí thứ hai tại hai quốc gia là Pháp và Đức. Dĩ nhiên thứ nhất là tại Hàn Quốc. Đây là bộ phim dài tập đầu tay của đạo diễn điện ảnh Hye Jae-rim, gần nhất vừa làm bộ phim ngốn kinh phí bậc nhất xứ Hàn là Hạ Cánh Khẩn Cấp. Thì lần này sẽ là một bộ phim truyền hình khiêm tốn hơn, với bối cảnh chính chỉ diễn ra trong một studio. Vì nó cùng mang phong cách kinh dị hài kịch đen, đặt nhân vật là những con người đang khủng hoảng kinh tế, tinh thần hay tầng lớp dưới đáy xã hội, và một trò chơi ban đầu cứ ngỡ vô hại nhưng dần dà nó kích thích, soi rọi rõ bản chất, ham muốn nguyên thủy của con người, biến nó thành một trò chơi sinh tử, tàn nhẫn, bạo lực, bẩn thỉu nhất, phản ánh một thế giới xấu xí của xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống. Lại xuất phát từ Hàn Quốc, không có gì lạ khi nó được so sánh với Squid Game đình đám trước đó và cũng đang chuẩn bị ra mắt phần 2. Tuy nhiên càng xem, mình lại càng không thấy nó giống Squid Game. Cách thi triển kịch bản, mục đích truyền tải thông qua các quy luật, quy tắc trò chơi là hoàn toàn khác với Squid Game. Tâm lý khán giả thì thường hay so sánh cái sau với cái có trước cùng thể loại. Nhưng mình nghĩ việc này sẽ càng làm mất đi trải nghiệm của các bạn, khi các bạn phải gồng mình không thoải mái khi đón nhận một tác phẩm mới. Nên hãy tạm quên Squid Game đi và cùng bước vào thế giới The A Show. Ban đầu tên của bộ phim là Money Game, nhưng do sợ trùng tên với một bộ phim truyền hình Hàn Quốc khác nên sau đó nó được đổi sang The A Show, cũng là 8 nhân vật người chơi chính. Cái này khác với bản gốc là chỉ có 7 người chơi. Vậy ý nghĩa của con số 8 này là gì? Nếu nhìn theo cách design ở đầu mỗi tập phim thì ta dễ dàng nhìn ra ý nghĩa dễ thấy nhất, đó là biểu tượng Infinity, một vòng lặp bất tận, vô hạn. Ta cũng hiểu được nó thể hiện một vòng lặp vô tận, bế tắc, túng quẫn của những người chơi trong cuộc sống thực dẫn họ tới tham gia vào trò game. Dễ thấy nhất là vì tiền. Nhưng càng xem ta sẽ càng thấy họ tới đây không chỉ vì họ khủng hoảng kinh tế mà cũng có thể là khủng hoảng hiện sinh. Nó là một vòng lặp bế tắc khiến họ muốn trốn chạy thế giới thực và đến với thế giới trong game. Nhưng biểu tượng số 8 này, đến cuối mỗi tập phim, ta sẽ thấy nó di chuyển, xoay đúng 6 nấc theo chiều kim đồng hồ, sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Chỉ có số 0 và số 8 trong dãy số có thể làm được điều này. Nó xoay như một chiếc kim đồng hồ, 8 tức là 8 giờ. 8 giờ là giờ thức dậy trung bình của người Hàn, để kịp tới chỗ làm vào lúc 9 giờ để bắt đầu công việc một ngày. Trong game này cũng thế, quy định người chơi sẽ phải trở về phòng riêng từ nửa đêm đến 8 giờ sáng, không được bước ra khỏi phòng. Xoay 6 nấc trong đồng hồ sẽ là đúng 6 giờ, giờ tan ca trung bình của một người làm công tại Hàn Quốc. Sau 6 giờ sẽ được tính là tăng ca. Trung bình người Hàn Quốc làm từ 40 đến 45 tiếng một tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 là giờ làm chính thức, tăng ca tối đa 12 tiếng. Trong game này có một giai đoạn khi quyền lực bắt đầu được phân chia, khi tầng cao lên nắm quyền. Lúc này tiền tệ bắt đầu xuất hiện, 3 tiếng được trả 1 đồng xu. Trung bình một ngày họ phải làm việc 6 tiếng để đổi lấy 2 xu. 1 đồng xu có thể đổi lấy nhu yếu phẩm cần thiết là nước hoặc đồ ăn. Ngoài mặt tuy áp bức nhưng vẫn thấy nó nhẹ gánh hơn ngoài kia. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì ở đây kinh khủng hơn ngoài kia gấp trăm ngàn lần. Nếu nhìn qua họ chỉ làm việc 6 tiếng, ở ngoài thì 8-9 tiếng, nhưng ở ngoài không làm việc thứ bảy chủ nhật và có mức giới hạn giờ làm trong tuần. Trong game này tuy chỉ làm 6 tiếng nhưng họ làm full tuần, nhưng suy ra giờ làm cũng vậy. Nhưng vấn đề chính ở đây là giờ làm không quan trọng bằng giá trị nó mang lại. Ở ngoài dù làm nhiều, mệt mỏi, nhưng tiền sẽ trả đúng theo giá trị mà bạn mang lại. Ở đây 6 tiếng, ai cũng như ai, số tiền trả được chỉ đủ mua nước và đồ ăn. Nhưng vấn đề ở đây rằng, hai thứ này vốn được cung cấp miễn phí trong đây. Cái này lát nữa mình sẽ phân tích rõ ở phần sau. Còn một ý nghĩa khác từ con số 8, đó là số trên bàn cờ vua, ngang dọc gì cũng là 8, ta có thể thấy nó ngay sảnh chính. Nó đã gợi ý cho ta hiểu ngầm rằng, những người chơi tới đây ban đầu đều rất tự tin mình làm chủ được cuộc chơi. Nhưng thật ra họ cũng là những quân cờ trong tay người khác, phải phân chia trắng đen để đấu đá nhau cho một mục đích giải trí của những người chơi cờ. Mỗi tập phim sẽ xoáy sâu vào một nhân vật. Tuy nhiên để phục vụ cho mạch truyện, thứ tự tập phim sẽ không theo đúng số tầng trong phim. Nhân vật tập sau sẽ được bật mí ở cuối tập trước và mình sẽ phân tích theo đúng mạch truyện nha. Xuất hiện đầu tiên là nhân vật Pae Jin-su. Đây cũng là cái tên duy nhất chúng ta biết, vì trong phim để tránh biết nhiều về nhau, người chơi chỉ gọi với nhau bằng số tầng mà họ đã chọn. Pae Jin-su cũng là tên của tác giả webtoon gốc. Vì lẽ đó, nhân vật này cũng như tác giả cũng đang đóng vai trò là người kể chuyện cho bộ phim.
Ban đầu anh ta làm ở một công ty xuất bản. Do muốn làm giàu, anh bỏ hết số tài sản để đầu tư và rồi bị lừa đảo, vỡ nợ. Giờ đây phải làm nhiều việc part time để vừa trang trải vừa trả nợ. Nhưng tính đi tính lại thì dù cả đời anh cũng không thể trả hết nợ được. Bế tắc, anh tìm cách tự vẫn và đi ISO như một cái phao cứu sinh cho cuộc đời anh. Thông qua nhân vật này, ta nắm được một phần tiêu chí của những người chơi được chọn tham gia game. Họ đều là những người khủng hoảng và bế tắc, cơ bản nhất là với tiền. Và đây anh ấy được chọn một con số ngẫu nhiên. Tuy vậy, ban tổ chức rất kiệm giải thích chi tiết như cách đặt người chơi vào trong. Tuy có vẻ như là có sự lựa chọn, nhưng thật ra không phải ai cũng vậy. Những người đến sau đều ít đi cho đến khi không còn sự lựa chọn. Điều này cho thấy khi ta lấy đi một thứ gì, tức là một thứ gì đó sẽ mất đi và làm giảm đi một cơ hội lựa chọn của người khác. Đó là sự tương tác vô hình. Vô rồi mới biết, những con số đại diện cho mỗi tầng, nhìn thôi cũng biết cái gì đụng tới cao, thấp, ắt hẳn sẽ có bất công trong đấy. Dẫu nhìn bề ngoài nó cũng khá công bằng, ai cũng như ai. Có một thứ chắc chắn rằng, trò chơi sẽ khiến bạn hài lòng khi đến, không ai ban đầu muốn rời đi cả. Vì nơi đây đúng là một thiên đường, nhưng rất đời thực. Thực ở đây là thời gian, là tiền bạc, giống với những lời thế giới ngoài kia thường hay self-help. Còn thiên đường ở đây, nó biến câu nói đó trở nên như một phép tiên nhiệm màu. Nếu chúng ta thường hay tính thu nhập thụ động của những tỷ phú, những người giàu có, một phút họ kiếm được bao nhiêu, thậm chí ngủ cũng ra tiền, nơi đây sẽ tạo cho bạn trải nghiệm được cảm giác đó. Một phút ở đây, tầng 3 kiếm được 30.000 won, thu nhập một ngày là 43,2 triệu won, chẳng cần làm gì cả, đúng tiền thụ động, cảm giác thật sung sướng nhưng chẳng được bao lâu. Vấn đề đầu tiên, chẳng gì cao siêu. Ở đây không có nhà vệ sinh và bất cứ nhu yếu phẩm gì cả, ngoại trừ thức ăn, đồ uống được cung cấp miễn phí. Số tiền chi trả cho một món đồ gấp 100.000 lần ngoài kia, tuy vô lý nhưng thật ra nó có lý. Dễ hiểu, bạn có thể hình dung giá một chai nước suối mua ở ngoài và một chai nước suối ở quán bar hay sân bay. Giá trị của nó nằm ở môi trường, đây là giá trị căn bản của kinh tế. Giá mà người chơi phải trả là giá cho sự tách biệt thế giới, nơi mà họ không có khả năng tạo ra sản phẩm. Cơ bản đó là giá trị tương ứng với số tiền mà họ kiếm được. Nhưng vì họ hay quy đổi với giá trị ngoài kia nên đa số họ tiếc và chẳng dám sử dụng. Một vấn đề nữa là đồ mua trong phòng sẽ không được đem ra bên ngoài. Đây là lợi ích của mỗi cá nhân, của chủ nghĩa cá nhân. Như đã nói, nhìn thì công bằng, ai cũng như ai, nhưng không phải vậy. Số tiền kiếm được khác nhau qua từng tầng. Tầng 1 kiếm được 10.000 won, tầng 2 20.000, thì tầng 3 sẽ là 30.000. Không phải theo thứ tự, mà tuân theo dãy Fibonacci, tầng 4 sẽ là 50. Cứ cộng số tiền tầng cao nhất, thu về mỗi phút là 340.000 won, kiếm được 489,6 triệu won một ngày. Đây là sự bất công bằng mà ta phải chấp nhận. Đúng là hên xui, cũng giống như khi chúng ta sinh ra trong cõi đời này. Việc bạn được sinh ra trong một gia đình giàu hay nghèo, đó là hên xui. Và nếu có thể biết và chọn, chẳng ai chọn nghèo cả. Xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, nhưng nó chưa thật sự làm ta đau khổ. Bạn cứ nhìn vào sắc mặt khi những người chơi biết được điều đó. Chắc chắn trước đó họ đều vui sướng, mãn nguyện, kể cả tầng 1 dưới cùng, bởi vì số tiền vẫn rất cao so với bên ngoài họ kiếm được. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi, bất hạnh tới khi chúng ta biết được có những người kiếm được nhiều hơn ta tới mức nào, mình chả là gì cả. Đó là lý do tiền khởi cho sự mâu thuẫn giai cấp của xã hội. Huống chi sau đó họ thấy thật ra chúng ta đều xuất phát điểm như nhau, vậy tại sao lại có giàu nghèo? Đó là lý do tầng 1 được xếp vào tập cuối cùng. Nhân vật tầng 1 có nhiều động lực nhất, cũng là người dễ trở nên tàn ác nhất. Chúng ta sẽ có một hệ thống giai tầng như sau. Tầng 1, tầng 2 là đáy xã hội, vì thế có động lực nhất. Tầng 3, 4, 5 là tầng trung lưu. Ba tầng này thường ít chính kiến, sống như ngọn cỏ lau, gió chịu nào mạnh xa theo chiều đó. Bởi vì tầng lớp này nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống họ vẫn đỡ hơn nhiều người. Vì thế họ thường im lặng và cam chịu, miễn là không động tới lợi ích của họ. Tầng 6, 7 là tầng lớp tinh hoa, họ có thể tồn tại dù ở hoàn cảnh nào, ít bị bài trừ, thay thế. Vấn đề của họ xoay quanh quyền lực nhiều hơn là vì gánh nặng đồng tiền. Tầng 8 là tầng cao nhất, thượng lưu. Khoan nói họ dốt, không dốt đâu. Có thể họ không có ý tưởng, nhưng họ luôn nắm được cách vận hành để làm cuộc chơi theo hướng có lợi cho họ. Trên hết, họ luôn biết cách để nắm giữ ngai vàng. Con người là một sinh vật phức tạp, luôn cần quần thể để cộng sinh, bởi vì từ cổ chí kim, một con người không thể làm được điều gì nếu không có xã hội. Nhưng tội ác cũng đến khi con người sống cùng với nhau. Ở riêng thì không được, nhưng ở chung cũng không xong. Người tạo ra trò chơi này ắt hẳn thấy được sự thú vị này của con người, vì thế đã tạo ra quy tắc của trò game này. Chỉ đến đây và giam mình trong phòng chờ tiền rụng thì làm gì có chuyện đó. Họ buộc phải ra ngoài để làm việc. Việc ở đây là gia hạn thời gian đếm ngược. Đến khi hết thời gian thì trò chơi kết thúc. Người chơi sẽ đi ra với số tiền hiện có mà họ tích lũy được. Thời gian bên ngoài là thời gian chung, bất cứ ai cũng có thể được dùng để quy đổi thành sản phẩm. Nó cũng là một dạng tiền, tiền đẻ ra tiền trong mỗi cá nhân. Hãy cho mình biết vì sao bạn tới công ty. Bởi vì bạn cần tiền, có tiền rồi bạn sẽ bảo vệ và giúp công ty đó ngày càng phát triển. Nhưng chung quy lại cũng là vì bạn. Bởi vì nơi đây đang nuôi sống, tạo miếng cơm cho bạn và những người khác. Dù ghét hay thương, nó vẫn phải bảo đảm được duy trì. Trò chơi này cũng chẳng khác gì là một công ty.
Ban đầu họ phải lao động bằng cách leo cầu thang để gia hạn thêm thời gian, nhưng nó kém hiệu quả. Cả 8 người cùng leo cầu thang, lao động nhiều sẽ càng ăn nhiều khi số lượng đồ ăn không đáp ứng đủ. Có khi ngược lại mệt quá, đờ người, ăn không nổi, nuốt không trôi, lại hóa dư thừa. Vì thế họ chuyển sang hệ thống phân công lao động tư bản, chia nhau ra làm sẽ hiệu quả hơn thay vì một đám bu vào làm một việc. Người làm nhiều sẽ được ăn nhiều, người không làm sẽ ăn ít lại. Tất cả đều có ngày nghỉ xen kẽ để đảm bảo sức khỏe, nhưng nó vẫn có những bất cập. Tầng 1 bị tàn tật ở một chân. Việc di chuyển vừa khó khăn vừa kém hiệu quả cho guồng máy chung. Ban đầu vì lòng tốt, tầng 2 và tầng 3 giúp đỡ, nhưng không thể giúp hoài được bởi vì tầng 2 và tầng 3 đang làm nhiều hơn và ăn ít lại. Còn tầng 1 không làm nhưng vẫn có ăn, số 2 có sức cộng với lòng tốt sẵn nên không nề hà, nhưng sẽ có cán cân đặt ra cho tầng 3. Việc hy sinh ban đầu là từ lòng tốt, nhưng nếu tiếp tục nó sẽ trở thành nhiệm vụ. Chọn lòng tốt hay lợi ích cá nhân, số 1 giải quyết bằng cách anh ấy sẽ đảm nhận là toilet để nhận những rác thải của tầng trên. Điều này tuy bất công thiệt thòi nhưng nó đúng, vì đã phân chia lao động tư bản thì mỗi cá thể cần phải tạo ra giá trị. Tầng 1 đang không đóng góp gì nhiều do hạn chế khả năng, nhưng vẫn có ăn sẽ triệt tiêu động lực, sinh ra sự lười biếng và cả sự bất công cho những người còn lại. Việc làm toilet là một trao đổi tự nguyện để tạo ra giá trị tương xứng. Nó cũng là một nhu cầu giải quyết cuộc sống của con người, vì con người xoay một vòng cũng chỉ đặt mông vào toilet. Một khi con người không muốn giữ chúng, sẽ có ai đó sẽ phải giữ chúng. Được một thời gian thì thời gian chung ít lại, đẩy nhóm người chơi tới một thách thức mới. Việc lao động đang rơi vào thiếu tính sáng tạo và thoái trào. Leo cầu thang không phải là thứ hàng đầu có thể kiếm tiền được nữa. Lao động chân tay bắt buộc phải chuyển sang lao động trí óc. Họ phát hiện cơ cấu ở đây là ở đây có khán giả và họ chi tiền cho những thứ sáng tạo độc đáo tương xứng. Tuy mừng vì không còn phải leo cầu thang, nhưng chuyển sang lao động trí óc còn mệt hơn, nhất là với những người không có tài năng và chỉ bán sức lao động như tầng 3 và tầng 4. Khi giờ đây họ phải hàng ngày vắt óc suy nghĩ thứ gì độc đáo, thú vị để đổi lấy tiền. Quả thật, tiền công cao hơn hẳn so với lao động chân tay, nhưng dĩ nhiên, một lần nữa, không phải ai cũng vậy. Vấn đề mới lại đến, khi con người dùng tài năng để kiếm tiền, khác với lao động, ai cũng như ai. Giờ đây họ thấy giá trị của bản thân, như tầng 1, việc gì phải làm toilet nữa, khi giờ đây anh ấy đang kiếm được nhiều hơn theo cách khác. Rồi người kiếm được nhiều hơn sẽ thấy mình đóng góp nhiều hơn, vì thế mình cần có nhiều đặc quyền hơn. Nó đẩy những người ít khả năng hơn trở nên tuyệt vọng như tầng 3, 4 và họ tự đấu tranh ngầm để rẽ theo hai hướng. Tầng 4 cũng giống tầng 3, nhận ra mình không có giá trị nổi bật trong hệ thống. Cách tầng 4 chọn là xà vào giá trị của người khác, dĩ nhiên là giá trị cao. Cô ấy đi theo phục vụ, cung phụng cho tầng cao, dẫu trong thâm tâm cô ấy cũng không hề thích. Nhưng việc ở cùng tầng cao khiến cô ấy cũng có vẻ như có giá trị cao hơn những người cùng tầng lớp. Hàng ngày cô ấy phải nịnh bợ, tự huyễn hoặc chỉ để mình được xếp vào tầng cao. Vì nếu không làm vậy, cô ấy sẽ chống lại tầng cao và trở về với tầng thấp. Cuộc sống thực chưa đủ đáng ghét sao? Nếu không xà theo, chẳng khác gì tự nhận mình thất bại. Vì thế, ai ghét cũng được, miễn sao cô ấy được công nhận, thứ ngoài kia cô ấy không có. Ngược lại thì anh chàng tầng 3 cũng là người có giá trị thấp nhất trong hệ thống, nhưng anh ấy chọn điều lẽ phải, tử tế, và thường những người như thế khó có thể phát triển được trong một hệ thống bắt đầu lỗi lầm. Hành động tầng 3 và 4 có thể xem là vô hại. Suy cho cùng họ cũng là những kẻ yếu thế, tìm cách sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt. Nhưng cả hai họ đều là tác nhân sinh ra một hệ thống lỗi hơn. Tầng 4, vì sinh tồn, chấp nhận bán mình, không quan trọng vì có ai sống giùm ai ngày nào. Vì sự sùng bái của tầng 4 khiến cho tầng 8 trở nên có giá trị cao quý. Các bạn nhìn tầng 8, cô ấy chỉ trở nên cao quý vì số tiền cô ấy tích lũy và được người khác phục tùng. Nếu cô ấy đứng một mình, cô ấy mất giá trị, chẳng được lòng ai cả. Còn tầng 3, vì lo sợ mình sẽ bị áp bức, anh ấy không xà theo tầng cao như tầng 4, mà thay vào đó anh ấy ủng hộ dân chủ, tất cả bình bầu và dựa theo số phiếu. Kỳ lạ, ai là người đề xuất? Tầng 6, một gã lưu manh, thích dùng bạo lực, bầu cử không thành vấn đề với hắn, vì dù gì hắn cũng đã nắm quyền lực mềm, tâm lý số đông sẽ có lợi cho hắn. Đây là một mô hình dân chủ rỡm, tất cả chỉ dựa trên số đông, lợi ích nhóm, mạnh được, yếu thua, ra vẻ mượn hình thức dân chủ công bằng, nhưng sau đó thì ăn đêm, đe dọa. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, phe tầng cao thua, tầng dưới chiến thắng thông qua bầu cử. Mọi người thường chú ý đến phiếu bầu nhiều hơn, nhưng ít ai chú ý rằng lá phiếu xoay chuyển trong cục diện này chưa hẳn đến từ lá phiếu bình chọn, bởi vì có hai con người đối trọng, một người chấp nhận phản bội là tầng 7 và một người không phản bội là tầng 2. Dù cả hai đều bị tầng trên lôi kéo, suy ra hai lá phiếu huề xoay đổi cục diện chính là lá phiếu trắng của tầng 5, nhân vật bị khán giả chửi nhiều nhất. Lá phiếu trắng của cô ấy khiến kế hoạch dàn xếp lá phiếu của tầng trên thất bại. Một bên sùng bái khiến cho tầng 8 đam mê giữ quyền lực, một bên đòi dân chủ làm nguy hại đến ngai vàng của tầng 8. Cả hai tầng 3, 4 tuy cách lựa chọn khác nhau nhưng đều thúc đẩy tạo động lực cho tầng 8 phải ôm ngai vàng càng lâu càng tốt.
Một khắc nghiệt nữa, ở đây cung cấp đồ ăn thức uống miễn phí, nhưng cố tình phát dư ra 12 phần cho 8 người và đưa đồ ăn cho tầng cao nhất và chuyển xuống từng tầng bằng thang vận chuyển. Nghe nó khá giống một bộ phim Tây Ban Nha nổi tiếng là The Last Farm ha. Tuy nhiên trong The Last Farm thì các tầng không có không gian tương tác để có thể sắp xếp chia lượng đồ ăn, còn trong The ASO thì có. Qua sáng kiến của tầng 7, mỗi người lấy một phần, còn dư ra 4 phần thì sẽ ngồi lại chia ra ăn chung. Dĩ nhiên nó không bằng, nhưng chỉ với điều kiện ai cũng như ai khi bỏ ra giá trị ngang nhau. Giờ đây đụng tới quyền lợi, bản chất sẽ lộ ra. Và cuối cùng, đánh vào cái ăn là cách nắm giữ quyền lực tốt nhất cho tầng 8. Sau đó, thức ăn không còn free nữa. Miếng ăn là cội nguồn của sự chia rẽ. Từ thời nguyên thủy, con người tranh nhau cái ăn. Khi đảm bảo được cái ăn, con người bắt đầu muốn nhiều hơn để xứng với giá trị của mình. Khi tầng cao là nắm quyền, tầng 7 đề ra một trò game khá giống tính chất của cách giao đồ ăn, đó là đưa dư ra. 4 người đáng ra mỗi người nhận 2 xu cho 6 giờ lao động. 4 người tổng 8 xu, nhưng họ sẽ cho 9 xu. Việc đưa dư ra, nếu nghĩ theo tính tích cực, phần dư là phần thưởng ra cho những cá nhân đóng góp vượt trội hơn trong ngày. Nhưng con người có bản tính trị và bị trị, có những thứ do người khác quyết định để họ tự quyết định là tội ác. Số 7 đưa ra luật làm chung, nhưng thưởng riêng, mỗi người sẽ tự quyết định viết số xu mà mình xứng đáng được nhận, tổng cộng lại không được quá 9. Nếu quá thì xem như hôm đó là làm không công, không được nhận bất cứ xu nào. Tức là sẽ chỉ có một người duy nhất nhận được 3 xu như một tiền thưởng, họ không được bàn bạc hay bình bầu. Vì thế sẽ có những người cảm thấy rằng mình xứng đáng hơn người khác. Dù vậy, thời gian đầu mọi thứ vẫn suôn sẻ vì đa số họ đều quen với sự cam chịu, chịu thiệt thòi nên họ dễ dàng vượt qua thử thách này khi viết số thấp để phòng hờ có người viết số cao. Tuy nhiên một thời gian thì nó dẫn tới một bất cập vì sự công bằng, nghĩ cho người khác mà họ đang chịu thiệt có khi làm nhiều mà nhận không đủ. Khi trò chơi trở nên khắc nghiệt hơn rồi cũng sẽ có người đòi hỏi nhiều xu mà thôi, chỉ là nhanh hay chậm. Nhưng con dung xéo lắm cũng quăng. Khi bất bình đẳng do bóc lột lên tới đỉnh điểm, cách mạng nổi dậy ắt sẽ tới. Khác với Squid Game, luôn khiến người chơi chết dần chết mòn một cách công khai. Quy luật của The ASO là không được giết chết người chơi khác. Nếu một người chết, trò chơi sẽ dừng lại. Vì thế dù ghét, nhưng giữ người khác sống cũng là cách giữ túi tiền của mình. Trong game này, sống không xong, chết cũng không xong, cứ thoi thóp và bị áp bức. Cách hữu hiệu nhất để ngăn các cuộc nổi dậy mà tránh bạo lực chỉ có thể là đánh vào miếng ăn và chia rẽ nội bộ. Sống trong đống rác quá lâu sẽ dần quen với mùi thối của nó. Sự tra tấn đã trở thành một thói quen, gần như triệt tiêu mọi ý định nổi dậy. Điều xoay chuyển cục diện từ cả hai cuộc nổi dậy đều đến từ người nội bộ. Chỉ có người nội bộ mới có khả năng hủy diệt một thứ gì đó. Không như Squid Game, sẽ chỉ có một winner cuối cùng. The ASO không phải ai thắng ai, mà tất cả sẽ cùng thắng, cùng rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên, để thoát ra, thứ mà mỗi cá nhân cần chiến thắng, đó là chiến thắng còn ác quỷ cho mọi người. Và điều này dường như không thể trong thế giới này. Vậy ta thử xét từng con người họ, xem còn đường giải thoát nào không. Tầng 1 là một chú hề tại gánh xiếc, giống tầng 3, định tư vấn để lấy tiền bảo hiểm chữa bệnh cho con gái. Tầng 2 thoạt nhìn tướng võ sĩ, vận động viên, nhưng thật ra chỉ là nhân viên giao hàng. Tầng 3 thì mình đã nêu trên. Tầng 4 làm nhân viên ở bãi giữ xe, khi thất bại trong việc trở thành một idol. Bắt đầu từ tầng 5, địa vị bên ngoài đã thay đổi. Cô ấy cưới chồng giàu, nhưng vì ông ăn chả, bà cũng ăn nem, gia đình đổ bể, mất trắng tài sản do bị lừa tình. Tầng 6 tưởng là một ông trùm giang hồ, thật ra là một cụ vận động viên bóng chày, bị đuổi, sự nghiệp lụng bại vì bản tính côn đồ hành hung người khác. Tầng 7 thông minh nhất, bộ não của nhóm, là một đạo diễn đang bế tắc trong nghệ thuật sáng tạo. Tầng 8 nghệ sĩ hết thời, dùng hết tiền để níu kéo và rồi rơi vào cảnh trắc tay. Mỗi hoàn cảnh, mỗi con người có thế giới quan và tư duy khác nhau, dẫn tới cách họ muốn thắng con game này khác nhau, từ đó mà mâu thuẫn. Dù đa số là vì tiền có thể giải quyết được nhiều thứ. Nhưng có những con người không phải vậy, như số 8, đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, có hành vi rối loạn lưỡng cực và chống đối xã hội. Cô ấy tới đây không hẳn là vì tiền, mà vì cô ấy đang muốn tìm lại cảm giác nghệ thuật của mình. Vì bị đào thải, cô ấy xem thứ nghệ thuật ngoài kia là rác rưởi. Cô ấy vào đây, cảm giác hưởng thụ, quyền lực và tiền bạc khiến cô ấy sống lại thời hào quang. Tình dục, tra tấn dã man để tăng tính khoái cảm nghệ thuật trong cô ấy. Khi cô ấy thoát ra, cô ấy dùng tiền để đập nát phòng trưng bày nghệ thuật, dẫn tới bị bỏ tù. Có một sự thật phủ phàng rằng nghệ thuật đã không còn trong cô ấy. Nói chung, những người ở đây là để phục vụ nghệ thuật của cô ấy. Không thể giết người được, cô ấy tra tấn bằng cách cho họ mất ngủ, một cách tra tấn dã man của quân đội ngày xưa. Ở đây không thể giết người được, nên cô ấy giết tâm trí họ. Tuy khác nhau về mục đích, nhưng cô ấy và tầng 1 đều có chung chí hướng là ở lại đây lâu nhất có thể và sẵn sàng triệt hạ ai ảnh hưởng tới điều đó, dù cho họ là chó săn trung thành.
Đối với tầng 1 thì đơn giản hơn, chỉ là kiếm được nhiều tiền. Mọi người đều thống nhất sẽ ở đây cho tới khi anh ấy kiếm đủ 1 tỷ won anh ấy cần. Nhưng 1 tỷ won ấy vốn là để anh ấy đổi phòng, vốn dĩ anh ấy chưa muốn rời khỏi nơi đây. Anh ấy muốn một lần được trải nghiệm cuộc sống vương giả. Tuy nhiên, 1 tỷ won không phải là phí đổi phòng, mà chỉ là bảng báo giá cho tầng nào bạn muốn mua và định giá mỗi tầng gấp 1 triệu lần thu nhập mỗi phút nơi đây trả cho bạn. Tuy nhìn vô lý, nhưng thật ra nó có lý vì nó tránh đi sự mất công bằng, vô trật tự. Nếu 1 tỷ won có thể đổi phòng dễ dàng như vậy, thì tầng 8 chỉ mất tầm 3 ngày có thể đổi phòng. Nhưng dĩ nhiên chẳng có ai tầng trên muốn đổi sang tầng dưới cả, trừ khi họ muốn trải nghiệm. Vì thế để giảm nhu cầu đổi tầng, số tiền phải được định cao để hạn chế. Vì nếu ai cũng có khả năng thì sẽ tự tiện đổi tầng, vậy chẳng khác gì lấy tiền để cướp chỗ của người khác. Còn về số tiền theo giá mỗi tầng, nó muốn người chơi phải bám rễ. Vì cơ bản số tiền người chơi kiếm được ở đây, nếu không thoát ra thì cũng chẳng xài được. Số tiền ở đây chẳng khác gì một số tiền ảo. Có một giai đoạn khi tầng thấp lên nắm quyền kiểm soát, họ quyết định không kiếm thêm thời gian mà cho thời gian tự trôi và rời khỏi đây. Nhiều người sẽ thắc mắc sao họ không sử dụng thời gian chung để quy đổi một thứ gì đó và rời khỏi đây ngay đi. Đó là sự khác nhau về giá trị quan. Nếu là những tầng cao, may ra hy vọng họ có thể làm thế, bởi vì họ đã tận hưởng và kiếm nhiều tiền. Còn những tầng thấp đều hy vọng nán lại, tận dụng thời gian triệt để enjoy và kiếm thêm tiền trước khi rời khỏi đây. Vì đó là những thứ họ sẽ không thể trải qua ngoài kia như những người tầng cao. Một người tầng cao bận đánh golf sẽ lên án những người muốn thay đổi. Việc gì phải thay đổi? Ở trong lâu đài quá lâu khiến họ mất nhận thức hay không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Tham gia những trò game này đều cần phải có lãnh đạo chỉ huy, nhưng trải qua hai nhóm lãnh đạo, tầng cao thì bảo quyền, tầng dưới tuy dân chủ hơn nhưng không đủ thông minh là một tai hại. Tầng 2 luôn bảo mình thông minh, nhưng khi cô ấy lên lãnh đạo chỉ tránh được sự bạo lực nhưng quá mềm mỏng và mất phương hướng. Người duy nhất lãnh đạo được mọi người là tầng 7 do trí thông minh nhạy bén của anh ấy nhưng lại thiếu chính kiến, dễ bị sai khiến. Anh ấy chỉ có thể cố vấn chứ không thể lãnh đạo. Vì thế xét gộp cả hai yếu tố này, nhóm 8 người đã chơi trò chơi mà họ không thể thắng. Nó tạo cảm giác ban đầu người chơi tìm mọi cách ở lại, nhưng về sau thì tìm mọi cách để thoát ra. Vì lẽ đó, những người chơi đều đã thua, mắc kẹt trong nguyên lý này. Cái chết của tầng 1 và sự nổi loạn của tầng 3 mới có thể giải thoát tất cả. Người vốn luôn bị đánh giá thấp nhất nhóm. Trò chơi chỉ có thể thắng nếu có người đồng nhất, nhưng đồng nhất thì không phải con người. Con người cần chia phe, chia phái để tìm kiếm sự đồng nhất. Vậy rồi đoạn kết thì sao? Ai là khán giả trò game này? Rồi ai bay ra trò này? Xem đoạn boss credit, chúng ta sẽ thấy đoạn trò chuyện của đạo diễn Yu, chính là tầng 7, với nhà sản xuất. Trước đó anh ấy thất bại trong việc chào kịch bản, vì anh ấy đang muốn làm một bộ phim khắc họa lại hiện thực cuộc sống, nhưng bị từ chối do thiếu tính giải trí. Bộ phim có tên là Sự Suy Sụp. Tao quay lại tập 1, tao thấy hình như đúng thật là như vậy. Phân cảnh anh chàng tầng 3 bị giang hồ đòi tiền rượt đuổi, anh ấy trốn vào một trường quay. Anh ấy thắc mắc tại sao người ta tối ngày cứ tới quay cái khu nghèo nàn mà ai cũng muốn thoát ra này. Nó khá tương đồng với câu nói của nhà sản xuất khi từ chối tác phẩm của đạo diễn Du. Người ta không có nhu cầu muốn xem thứ mà họ đã thấy hàng ngày đâu. Và rồi anh ấy thành công khi chào bộ phim The A-Show. Nó cho ta hai hướng suy nghĩ. Một là tất cả chỉ là hư cấu, không có thật. Cả bộ phim này chỉ nằm trong kịch bản. Nhưng khi nhà sản xuất có một câu đùa, bạn nghĩ sao tôi có tiền, tôi cũng từng tham gia game ấy. Gương mặt của đạo diễn Du rất kỳ lạ, cho ta thấy hình như nó có thật. Anh ấy đã từng trải qua và viết lại kịch bản. Và anh ấy bất ngờ khi nhà sản xuất cũng là một người chơi. Nhưng khi nhà sản xuất nói tôi chỉ đùa thôi, thái độ anh ấy dè biểu. Trò đùa này không hề vui chút nào, vì tên sản xuất kia làm gì biết những điều gì đã trải qua mà dám xem nhẹ. Nói chung đạo diễn Du rất nghiêm túc với kịch bản này, vì có thể nó là một trải nghiệm xương máu của anh ấy. Nếu thét theo tính logic, nó hoàn toàn có thể xảy ra. Sau khi ám ảnh về cái chết của tầng 1, tầng 3 đã tổ chức một lễ tang với mục đích hội ngộ lại những người chơi khác. Tầng 6 dĩ nhiên sẽ không đến, chỉ gửi vòng hoa. Có thể anh ấy đã nhận ra được nhiều điều từ trò chơi, nhất là cái chết của tầng 1. Số 7 không đến, có thể vì sợ gặp lại sẽ khơi dậy một nỗi ám ảnh. Anh ấy quyên góp toàn bộ số tiền của mình để chữa bệnh cho con gái của tầng 1. Vì thế anh ấy đáng ra đã có thể tự sản xuất phim cho mình, nhưng vẫn phải cần tới nhà sản xuất đáng ghét kia. Còn khán giả là ai? Chính là chúng ta đấy. Không cần phải là những gã bụng phệ béo phì như Squid Game. Điểm khác lớn nhất của The A-Show với Squid Game đó là Squid Game tạo ra một thế giới thực trong phim, còn The A-Show thì tạo ra một chương trình giải trí, không phải phim. Đây không phải là phim trong phim, mà là chương trình giải trí trong phim. Tất cả đều là giả từ ban đầu. Mục đích của nó là giải trí. Có người thích giải trí mà. Khi người ta nói là một bộ phim mô tả hiện thực quá nặng nề, một chương trình giải trí thì nhẹ nhàng hơn. Hãy nhìn con người hiện đại bao năm qua tiêu khiển gì. Chúng ta thích thú với những trận đấu, tranh giành nhau giữa những con người với nhau qua nhiều hình thức, càng nảy lửa càng thu hút, mà kết quả của nó phải có một người thắng, kẻ thua. Con người thích thế, bởi vì trong tâm con người luôn có sự tranh đua, đấu đá, tiêu diệt nhau. Có khi nó xuất hiện cả trong tình dục, sự khoái cảm, cảm giác thoải mái, hưng phấn, kể cả những thứ man rợ nhất.
khi không còn rào cản, không giới hạn bởi quy chuẩn đạo đức xã hội, pháp luật, những thứ nguyên thủy nhất của con người sẽ được khơi dậy. Nếu nói The A Show không phải là một bộ phim, thì có lẽ series Saw là một trong những chương trình giải trí ăn khách nhất. Bằng cách kể cổ điển với khung hình tỷ lệ 4:3, không chỉ vì tính chất nghệ thuật mà khung hình này tạo vẻ tù túng, bế tắc trong cuộc sống của họ trước khi bước vào game. Sau đó khung hình dần mở rộng cho thấy một tương lai mới, hy vọng hơn dần mở rộng ra với họ. Tội ác của con người, thứ nhất đến từ việc họ sẽ không bao giờ có thể ở yên trong một căn phòng, và thứ hai đó là cách mà con người tìm cách thoát ra sự cô đơn như thế nào. Lonely, lonely, I'm just lonely. Nhưng thật ra, bộ phim The A Show này đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều so với những câu hỏi trên, đó là bạn thấy bạn ở tầng mấy? Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem hết video phân tích của phim and More. Các bạn hãy để lại cho mình một subscribe, like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Các bạn cũng hãy để lại cảm nghĩ của các bạn dưới phần comment. Còn bạn nào có ý muốn donate cho mình thì các bạn cứ inbox vào fanpage, mình có để link dưới phần description. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn một video khác tại phim and More. Bye bye, see you soon. I'm sorry.